Bất chấp vòng xoáy khủng hoảng kinh tế, người dân Athens vẫn muốn hòa mình vào không khí Giáng sinh khi thành phố tổ chức lễ thắp sáng chiếc thuyền Giáng sinh truyền thống. Trước đây, ở Crete và một số nơi khác của Hy Lạp, người ta sẽ trang trí một chiếc thuyền nhỏ chứ không dùng cây thông như nhiều người Cơ Đốc giáo khác. Tục lệ này bắt nguồn từ truyền thống đi biển lâu đời, và những chiếc thuyền với những chiếc đèn Giáng sinh là món quà mà người nhà dành sẵn để chào đón các thủy thủ trở về. Ngoài ra, thuyền Giáng sinh còn là biểu tượng của những chuyến ra khơi. Tôi cầu chúc sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ luôn mỉm cười. Đối với nhiều người Hy Lạp, mùa Giáng sinh năm nay lại là khoảng thời gian khó khăn bởi vấn đề kinh tế vẫn chưa tìm được lối thoát. Nhưng rất nhiều người hy vọng năm 2014 sắp tới, bức tranh ảm đạm nói trên sẽ được tô điểm bằng những gam màu tươi sáng. Trên thực tế, chính phủ Hy Lạp đã áp dụng rất nhiều biện pháp để kiềm chế khủng hoảng nhằm giúp đỡ người dân, từ những người vô gia cư, thất nghiệp cho tới người nghèo.